Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Hoàng Oanh lại tiếp nối câu chuyện về sầu riêng Hoàng Châu Long, một giống sầu riêng mới ăn rất là ngon và đặc biệt sở hữu rất là nhiều các giá trị vượt trội để chúng ta có thể chọn và chúng ta trồng, tạo ra những cái thương phẩm đặc sắc và tuyệt vời dành tặng cho người tiêu dùng của Việt Nam, những người yêu mến về sầu riêng. Thì đây là cái trái sầu riêng Hoàng Châu Long, Hoàng Anh có để lên cái lá chuối nè, bà con thấy cái mẫu mã của nó rất là cưng. Bạn này là hầu như là trái nào cũng có cái màu xanh như vậy hết. Sầu riêng Musakin thì có trái xanh, trái vàng. Sầu riêng Lekthon thì cái gai của nó hơi đen đen chút xíu, nhưng riêng đối với Hoàng Châu Long bà con thấy nè, nó để kế cái áo màu vàng của Hoàng Anh, bà con sẽ thấy nó có một màu xanh rất là đẹp. Và đặc biệt là bạn này toàn bộ là gai nhím không nha bà con nha, gai nhím 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 nhìn thấy rất là cưng. Và sầu riêng ở trên thị trường thì bà con nào mà hay ăn sầu riêng bà con sẽ biết sầu riêng gai nhím thì rất là ngon. Rồi, sầu riêng Hoàng Châu Long thì như đặc tính mà Hoàng Anh thường hay chia sẻ, bạn này thì chia học rất là đầy đủ, đặc biệt là rất ít bị lép. Musakin thì còn bị lép, nhưng riêng nó với thằng riêng Hoàng Châu Long với thằng Lekthon thì rất ít bị lép. Một hạt nè, một học nè, hai học, ba học, bốn học, năm học, sáu học và bảy học. Và bây giờ Hoàng Anh sẽ bắt đầu, Hoàng Anh sẽ khui ra cái thằng này để coi như là nó đã nứt sẵn rồi. Và bà con coi cái đồng tiền của nó nè, nó hõm sâu vô, và chỉ riêng ngay chỗ cái núm đồng tiền đó nó hõm sâu vô giống như cái rốn vậy thôi. Còn đối với sầu riêng Lekthon bà con sẽ thấy nó có một cái, nó cũng hõm nhưng mà hõm luôn cả cái tế bào của cái gai bên ngoài luôn. Còn bạn này là chỉ hõm ngay chỗ cái phần đuôi chuột thôi, ngay cái râu thôi, rồi hõm vô đúng cái vị trí đó thôi, để chúng ta biết chúng ta phân biệt nha. Và cái mẫu mã của sầu riêng Hoàng Châu Long nó không phải là, nó cũng lực nhưng nó không phải là nó lực theo cái kiểu mà sầu riêng Lekthon là lực và lùn. Còn thầy này vừa lực và vừa dài nha bà con nha. Và nó cũng không giống sầu riêng Musakin luôn, tại vì Musakin thì không có nu, còn thằng này thì nó nu lùn. Cái này là lực và dài nha bà con. Nhớ dùm em, nhóm dùm Hồng Anh cái đặc tính về mẫu mã trái của thằng này là như thế, để bà con chúng ta có mua thì chúng ta, người tiêu dùng chúng ta có mua thì chúng ta đúng cái sản phẩm chúng ta cần ha. Từ từ nha, gai nó gai nhím mà hơi bị nhọn đó. Dạ. Đó, bà con chúng ta cùng nhau từ từ để quanh ấy vô để chuẩn bị hé mở nha. Thằng này đặc biệt là đủ học toàn bộ hết. Miếng ở đây nè. Trúng gì cứng quá vậy? Khui vô mình không? Mấy cái nón kìa. Mấy cái nón chụp lên cái nó nhích gai nhím, nhích một cái chảy máu luôn nè bà con. Hơi bị nhức như cái chốt luôn rồi đó. Làm bà tám dữ chưa? Làm bà tám dữ rồi ha. Đợi anh Hùng khui giùm Hoàng Anh nha bà con. Này gai nhọn ghê ha anh Hùng ha. Trời, nó nhức như cái chốt luôn nha bà con nha. Nhưng mà nó cũng có cái đường, nó cũng có cái đường để chúng. Cái trái này hồi nãy là 3,2 kg nha bà con. 3,2 kg. Wow, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Vui chưa? Ok. Rồi, ôi cái màu, màu này là thấy giống Lekthon rồi nè. Nhưng mà không phải Lekthon đâu ngang. Từ từ nè. Khu luôn cái đó đi nè. Sầu riêng Hoàng Châu Long nha quý vị. Okay. Quá trời đẹp rồi. Đây, chân ra cho quý bà con chúng ta cùng thấy luôn. Này ha. Rồi. Tiếp theo đây. Ê. Bị lỗi kỹ thuật. Bị lỗi tác nghiệp hả? Quá trời, nó đâm cái nhức quá trời nhức rồi ta. Dưới nhà tên chùm nó rớt một cái rồi. Nghe hết rồi mẹ ơi. Nãy quên đấy, món bảo hiểm vô vườn sầu riêng mùa này. Ngon. Quá ngon. Con học nữa không? Còn nữa. Hú luôn. Để vậy. Rồi. Đó. Con thấy ha. Quay cái đầu lên nha. Quá ngon rồi bà con. Đó, thơm quá. Quá trời thơm rồi. Trời ơi cái màu cơm kìa. Cơm này dẻo dữ.
quá trời thơm rồi, thơm dữ lắm nha bà con nha, vẫn thơm hương vị thuốc bắc như năm vừa rồi. Trời ơi, thơm nồng nàn hơn năm rồi nữa bà con ơi. Để ăn thử cái miếng bự nhất, nó vẫn theo đặc tính nha bà con, màu vàng vàng đồng nha, vàng đồng, vàng rất đồng. Ui da, cái này thằng này gai nhím nó đâm đau quá, màu vàng rất đồng đây bà con thấy ha, rất là màu, màu rất là đồng, màu moussakin nó phải sao ta, màu vàng tươi. Thằng sầu riêng lắc thon nó hơi, nó cũng xem cỡ này nha, nhưng mà thằng này nó vừa pha vàng và nó vừa pha vàng và vừa pha nó nâu nâu. Rất là tuyệt vời cho chúng ta. Rồi bây giờ thằng anh xin phép bỏ xuống, rồi thằng anh lụm cái muối vừa rớt, thằng anh quất luôn đây con ha. Nó chia, trời ơi, thơm cái mùi thuốc bắc một cách nồng nàn luôn nha bà con nha. Và nó chia rất là rõ ràng cho chúng ta về cái gì ạ? Nó chia rất là rõ ràng cho chúng ta các cái hột, một hột, hai hột, ba hột, cái muối bự ba hột, muối bự bên này cũng ba hột mà, một hai ba nè, chỉ có cái thằng này là một, còn thằng này nhỏ nhỏ xíu vậy nó vẫn chia làm hai hột nè, một hai, thằng này nhỏ xíu vậy nó vẫn chia hai hột nè, một hai nè, thằng này cũng vậy, một hai được một hột, hai một hột, hai hột, ba hột, bốn hột, năm hột, sáu hột. Mà con thấy ha, nó có bị một hột giả đúng không anh Hùng? Một bị hột giả. Là cái muối nhỏ xíu á. Muối nhỏ xíu. Rồi, đây bà con thấy bắt đầu ăn nha. Rất là bột. Ăn này vài bữa đưa mấy cái loại khác sao ăn được ta. Rất là thơm. Nè, bà con nhìn cái bột nè. Nè, cái bột nè, đó, y như bột rồng vàng em bé luôn. Tiếp. Ngon. Ngon lắm anh Hùng. Đây. Mà con thấy nè, ở ngoài nè, ở ngoài nó rất là mềm, nhưng mà đụng vô nó không có nhão. Mà khi chúng ta ăn vô á, nó bên trong nè, không, hoàn toàn không có một cái sơ nào luôn. Musakin nó còn có sơ chứ thằng Hoàng Châu Long thì không có sơ luôn nha. Đã quá. Ngồi xuống anh quay mới được. Ngồi xuống, quên đi. Phải nói, ai đã ăn một lần rồi thì còn nói gì nữa. Nuốt vô tới đâu là đã tới đó luôn á. Rồi, để diễn tả, ăn xong diễn tả nha bà con. Quá đã rồi. Ngon quá. Đây nè bà con nè, ăn thêm muối này nữa nha. Nó ra tới nữa đó, ra bông nữa đó, nó ra mắt cua ra nữa đó, có không, có vụ đó không? Hàng Châu Long nè bà con nè, có cái màu vàng của nó nè, đã ghê chưa? Phải nói. Nó thơm cái mùi, nó thơm cái mùi thuốc bắc rất là nồng nàn bà con. Mà nãy giờ bà con cũng quan sát qua cái màn hình rồi đó, cái hàng sầu riêng Hoàng Châu Long là nhìn bên ngoài nó có màu vàng pha đồng, không phải màu vàng tươi mà màu vàng pha đồng nha. Da của nó là thẳng thớm, hột là chia rất đều từ 6 hột ăn lên hết, và nó chia hột từng nhỏ, từng hột nhỏ bên trong. Khi chúng ta nhìn là chúng ta đã thấy rất là vui rồi, thú vị rồi. Khi chúng ta ăn vào bên trong, ở bên ngoài thì ráo tai, còn ở bên trong thì sao bà con? Ăn vô nó mịn màng, nó nồng nàn, nó ngọt một cách đậm đà nha. Thằng lát thon là ngọt không đậm đà, nhưng mà thằng này là ngọt một cách đậm đà. Dành cho những quý bà con nào thích sự đậm đà, thích cái sự mà đắng cay ngọt bùi, là ăn cái thằng sầu riêng, cái thằng Hoàng Châu Long này vô thì nó không thể nào diễn tả được. Ăn vô tới đâu là sướng rưng trên người tới đó luôn nha bà con nha.
Và thêm một cái nữa là bà con nào thích cái gì đó mà đưa vô trong miệng giống như mình ăn bánh inh vậy đó, mình cắn cái mình đưa vô miệng nó tan 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 ra, thì thằng hàng châu long nó tan ra y chang như vậy. Và một cái mùi thơm nó nói bà con ha, không bà con mà để cái trái này ở trong nhà thiệt luôn, bà con mà khách tới mà bà con giấu không có được, tại vì cái mùi mà quá trời dữ, cái mùi gì mà đưa vô nó rất là dễ chịu, giống như mà mùi thuốc bắc thì cũng không phải quá nồng nàn mùi thuốc bắc, nhưng mà cái mùi của nó rất là đậm, đậm hơn sầu riêng Musakin rất là nhiều nha bà con nha. Mà người ta nói là khi mà chúng ta làm một cái sản phẩm gì đó, nó phải tiếp xúc với nhau bằng ít nhất là năm giác quan. Thứ nhất là nhìn, nhìn hồi nãy giờ nhìn cái màu thấy thấy nó cưng rồi ha. Thứ hai là chạm, là nãy giờ là mình đã chạm vô mình thấy nó cũng dễ chịu. Cái thứ ba là vị, hương vị, là cái vị chúng ta nếm bằng lưỡi. Cái thứ tư là cái mũi mà. Ôi nó đã gì đâu. Cái thứ năm là nghe, nghe cái này thì chắc là bà con chúng ta đối với vật phẩm thì chắc là không có cái giác quan thứ nghe được, nhưng mà gọi là nếm rồi hửi rồi nhìn rồi chạm đồ này kia là thật sự nó rất là thỏa mãn cái bốn giác quan này nha bà con nha. Còn cái nghe thì chắc là bà con nghe quanh nói rồi, đúng không ạ? Và bà con nhìn nè, nó đẹp từ ở bên ngoài, nó đẹp tới bên trong luôn. Thì những cái quý bà con nào, những người tiêu dùng nào mà sành ăn sầu riêng chắc chắn là sẽ rất thích ăn loại sầu riêng này. Sầu riêng Black Thorn á là nó ăn vô thì nó được cái là nó mịn, nhưng mà nó không có phải là ngọt đậm. Một số cái khách hàng của mình vừa thích mịn mà vừa thích ngọt đậm mà vừa thích đẹp, gọi là người ta thích sang xịn mịn á, thì thằng Musakin nó và Black Thorn nhiều khi không đáp ứng được. Nhưng mà đối với thằng sầu riêng Hoàng Châu Long này thì đáp ứng được toàn bộ và chinh phục được toàn bộ những khách hàng khó tính với chất lượng như thế này bà con nhé. Đây. Rất là thơm, thơm thơm một cách nồng nàn, thơm chảy nước miếng không nghi ngờ, phía sau nuốt nước ực ực nãy giờ. Rồi đây nè, trái nè, nó rất là sai, bà con thấy nãy giờ anh chưa, anh cũng hóng cho quanh ngồi ở đây nữa, nhưng mà bác nói là không, bác đã neo lại rồi nên con ngồi không sao, chứ thật sự ra là để toàn bộ là cho chín rụng hết, nên ăn bà con thấy nó ăn tới đâu nó cảm tới đó. Cái này có bán 3-4 triệu một trái thì chúng ta cũng nên thử để biết một lần trong cuộc đời là nó sướng cỡ nào nha bà con nha. Cái từ sướng ở đây Hằng Anh dùng nó có nhiều ý nghĩa lắm, nó sướng về mắt, nó sướng về tai, nó sướng về sao ạ, lưỡi, nó sướng về mùi nha bà con, và nó sướng ở chỗ thứ nữa nữa nè, đẳng cấp nha bà con nha. Đẳng cấp của người Việt Nam chúng ta tạo ra những cái trái sầu riêng ngon, ngọt, bùi, mịn màng và gọi chung tóm tắt lại là sang xịn mịn như thế này. Bà con chúng ta hãy trải nghiệm Hoàng Châu Long nhiều hơn bà con nhé. Rồi trong video này thì Hoàng Anh đã test cho bà con xong một trái sầu riêng Hoàng Châu Long 3 ký 2, sáo học nha, sáo học mà thèm quá, ăn nãy giờ ăn hai hộp rồi. Một nè, hai, ba, 4, 5, 6. Mà còn thấy ha, mặc dù bên ngoài bạn ấy rất là ráo, nhưng hồi nãy giờ bên trong bà con thấy cái tay của Hoàng Anh ăn tới đâu là múc cái ngón tay tới đó luôn. Tại vì không có muốn là nó bị vương vãi bất cứ một cái miếng nào á của sầu riêng Hoàng Châu Long cả bà con nhé. Quá trời tuyệt vời cho một cái trái sầu riêng mà ở tại Việt Nam, do chính đôi bàn tay của người Việt Nam chúng ta tạo ra. Hương vị, màu sắc, chất lượng, năng suất, mẫu mã đều đáp ứng thỏa mãn theo những cái tiêu chí mà Hoàng Anh theo đuổi. Hoàng Anh là một người rất là kỹ tính và rất là khó tính nha bà con nha. Nên là chắc chắn là nếu mà nó đã chinh phục được Hoàng Anh thì bà con chúng ta cũng nên một lần thử về sầu riêng Hoàng Châu Long này. Một lần nữa rất là biết ơn quý bà con, rất là biết ơn người nông dân đã tạo ra những cái thành phẩm tuyệt vời như thế này. Hiện tại Willow Farm đã phát triển cây giống Hoàng Châu Long nhưng số lượng còn rất ít, chỉ giao lưu và chia sẻ với một số quý bà con chúng ta mà Hoàng Anh cảm thấy cùng một cái tần số để có thể phát triển được cái giống sầu riêng Hoàng Châu Long này mạnh mẽ hơn nữa, tươi trẻ hơn nữa, nhiều hơn nữa, sản lượng nhiều hơn nữa, để có thể chia sẻ thứ nhất cho giới người tiêu dùng Việt Nam đẳng cấp cao, và thứ hai là bắt đầu giao lưu chia sẻ với các anh chị em ở trên quốc tế về một cái loại sầu riêng tại Việt Nam nhưng mà quá thơm ngon, quá đặc biệt như thế này. Mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Cảm ơn quý bà con chúng ta và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Bye bye.